khẩu khắc đặc dữ vậy, như vậy. Hỗ trợ thương mại và sản phẩm ô cốp Hậu Giang cũng vào. Hỏi xoài, chanh, thanh long, nhãn chôm chôm, sầu riêng, wow, nhiều trái cây. Còn là cho thành viên Sà Na là vô trồng chưa? Trái cây dữ lắm sao mà xả. Mà các bác con hay gì không gái? Dạ. Con nhiêu? Con 100 ca ha. Qua con này nướng hay gì em gái? Dạ. Rồi, chung tình TV mến chào quý cô chú và bạn. Hôm nay chung tình rất vui gặp lại cô chú chị các bạn trên cái video là chung tình đi quay cái hội chợ của chú chị, hội chợ thương mại nha. Và sản phẩm ô cốp Hậu Giang năm 2024 nha. Rồi, lễ hội này khai mạc vào một tay chiều một tay nha quý chú chị. Bữa nay là hai tay nha. Hội chợ này mở ra đón lễ chạy marathon ở tại thành phố Vị Thanh nha. Chạy marathon tổ chức ngày 6 tây của chú chị. Thôi giờ mình ở cổng ngay cổng hội chợ nè. Thôi bây giờ mình tiến vào trong cây hội chợ năm nay, cây buôn bán trưng bày và buôn bán sản phẩm gì nha. Và bà con buôn bán năm nay con đi có đông nha. Hai đứa rồi. Cái này có khoảng 5 tháng giờ của chị. Mình vô mình quay cái này khách cũng đi cũng hơi thưa nha. Rồi khách khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ lên nó khách đi phải đông của chị. Lúc đó cô chú chị giờ rảnh rỗi dẫn gia đình rồi con cái đi tham quan hội chợ nha. À, hôm nay là sản phẩm về trái cây của gì thành phố Vị Thanh cũng có nhiều mặt hàng để trưng bày sản phẩm quảng bá nè quý vị. Ồ, là bưởi măng cục vào chanh đó mà có khóm của gì khóm mà khóm cù đúc của gì. Rồi, thôi bây giờ mình tiến về trong rồi có gì mình quay chia sẻ cho quý vị xem có gì lạ không. Rồi, đang cái đa số là trưng bày về quảng bá về sản phẩm và đa dạng nha. Wow, dưa hấu rồi khắc cả tên rồi chữ rồi. Rồi, dưa hấu khắc đặc chữ rồi như vậy. Hội chợ thương mại và sản phẩm ô cốp Hậu Giang. Wow. Rồi, còn có dưa lưới nữa. Wow. Còn là mít ruột đỏ anh ruột. Còn mít bự dưới nha. À, rất nhiều loại rượu cái gì. Có cho ăn thử nữa ha. Ăn nhai cục kẹo rồi. Khách cái này cũng thấy đang tiếng giờ là gai của chú chị. Cái này bây giờ cũng lúc ngay cái giờ cảnh rỗi. Bà con đi vô cũng hơi khá đông nè. Dạ dạ dạ
ở đây rồng cũng huyện Châu Thành rồi sản phẩm gì đây à, trái cây rồi bên đây huyện Phụng Hiệp ngoài sầu riêng ở trong là xoài nó trái gì tròn tròn trong nó bưởi quá mà có bằng cục nữa rồi, các hàng bánh ở nữ hoàng nhập vô hàng không mùa già trái cây riêng quá sở công thương thành phố Hồ Chí Minh sở công thương thành phố Hồ Chí Minh đang trưng bày gì đây mà cái gì nhang nụ gì đó cái gì hàng lạ quá 300 ngàn luôn mật ong rừng à là mật ong quý vị mà sản phẩm mật ong rừng nữa bển huyện Châu Thành A khách bây giờ vô top đông quá rồi nãy nhóc vui quá cho lên tivi luôn nha ở đây gia đình đó đây rồi vào phòng nào quay hôm nay cái bây giờ rất nhiều rồi sản phẩm về trái cây kia ở đây rượu trái chăm này cũng trái chăm gì rồi là trái cây hổi xoài chanh thanh long nhãn chôm chôm sầu riêng wow nhiều cái trái cây còn là cho thành viên thành A là vô trọng chưa trái cây dữ lắm sao mà trưng bày về trái cây không vậy nhiều loại mặt hàng trái cây luôn ha ở đó là xứ miệt vườn ha miệt vườn nhiều ha wow vườn trái giác với trái chăm hả wow đặc sản ở trong Thành A phải không? Dạ đúng rồi. Của được trái giác vào trái chăm lên đó ha. Ừ. Nhà nước tương vậy đây y hương hả? Y hương. Wow. Em có mã QR luôn rồi. Cần quét thôi là ở trong sẽ đưa lên cái trang web của bên. Sang trang phẩm là có đó ha. Dạ đúng rồi. Có mọi thông tin. Rồi có xem lên kênh Trung Tình TV xem luôn. Hả YouTuber rồi cảm ơn nha wow rồi về bên Châu Thành A là một trường rồi anh em ơi ở đây Hồ Đức thực phẩm Hồ Đức hả wow này bố trí tiểu cảnh là cái xuồng trái cây đẹp quá anh em ơi rất nhiều loại trái cây trang trí cung ma như hấu thơm thanh long hoặc này quảng bá sản phẩm về hủ tiếu rồi cũng gì tiếu khô ha hợp tác xã Kỳ Như rồi nhãn bản ơi nhãn bản cho lên tivi luôn không gì không cũng lên rồi không gì mà không này có bán sản phẩm về bánh mông lan bánh kẹp dạ bên đó sản phẩm gì nó bánh gì đây là bánh hồng cá thác lát bánh hồng làm từ cá thác lát ha nguyên liệu cá thác lát hả rồi có bên đây hộp gì đây có bánh phồng vô hộp gì hết cô vào wow, không dẫn quá vô hộp là chưa chiên còn cái đó là chiên sẵn dạ cái này như là nó mình làm như là thành phẩm rồi bằng tư ha mình chiên ra nó phồng vậy đó ha dạ rồi một miếng nhỏ thôi nhưng mà thì mình chiên ra nó còn hộp gì bán nhiêu hết cô dạ 101 ha dạ
hộp là chừng vài trăm gram hả? Dạ, lắm mà là nó miếng nhỏ. Wow vậy ha, wow. 101 một bịch. Dạ. Rồi. Đây này làm từng cách. Rồi, trà bán cầu luôn ha. Rồi. Bán cầu bán lon luôn hả cô? Dạ. Lon gì giá nhiều hơn cô? Dạ, lon 130. Rồi, lon 130. Wow. Còn đây các gian hàng bánh vậy đây. Cô Úc còn bánh tráng rong biển và rồi có nhiều loại bánh tráng rồi gì đây tôm khô tôm thẻ 450 ký thẻ 500 550 600 rồi đủ giá rồi nè đi mua luôn đó nè trả gì có con gái này kêu mình quay giới thiệu sản phẩm về chả về đây mới nữa nó đi vãi họ quay bên đây họ trả giá gì đây trả lụa Sơn Lâm trả lụa 4 sao Vĩnh Long Sơn Lâm ở tỉnh Vĩnh Long hả dạ em bán giá sĩ luôn bây giờ em ơi sao ăn thấy ngon không ánh đầu Hậu Giang hả nhân ký 150 ăn hồn dạ. Rồi đây chả gì đây đây là chả chiên đem chiên 20.000 cây chả chiên cá 20.000 cây từ cá mè hay gì vậy dạ đúng rồi chính xác sao biết hay ta không biết nem chua 30.000 cây nem chua này ở đâu đây ở Vĩnh Long ở Sơn Lâm dạ Âu Kết 3 sao rồi sản xuất tại Vĩnh Long luôn ha dạ đúng rồi là tại Vĩnh Long luôn rồi có chả hoa chả lụa răng chả bò tê chả lụa nóng anh đang ăn lại chả lụa nóng 150 ký còn vậy, người ta bác sĩ là 180-200 em bán 150 em bán giá sĩ em là lò đi giới thiệu sản phẩm mà bán giá sĩ toàn bộ này 300.000 hộp ừ, anh em ha dạ em chua 30.000 chua rồi Sơn Lâm luôn dạ đúng rồi toàn hộ của Sơn Lâm lò Sơn Lâm tại Vĩnh Long nằm ngay chỗ này chả gì chả lụa gân gân hả dạ món này là ba tê cái giá này là giá này giờ là nhất nữa ha dạ đúng rồi giá liếp luôn 250 ký còn 80 nay nó trả này gần là nhiều dạ 90 ha dạ. Ký hay hàng cục cục á cục gì 90 ký 180 rồi cảm ơn nha dạ. Gì đây bánh tét vào cái cuốn sắt này ở đâu đây rồi đang pha chế vậy đây cô dạ trà này trà gì cô trà hoa sâm bố chín trà hoa sâm bố chín hả sâm bố chín là trà sâm là trà sâm Việt Nam của mình cây sâm bố chín là sâm Việt Nam dạ làm từ cái sâm hả dạ thử miếng dạ anh uống thử thôi dạ cho mình ăn được ngủ được huyết áp tiểu đường rất là có sức khỏe dạ. Là làm bằng từ củ sâm cây sâm và hoa sâm dạ. Cây lá hoa củ dạ, có mùi hơi sâm hơi nhẹ ha dạ đúng tại vì mình cái này mình làm bằng sâm dạ đây là cơ sở mình tự trồng tự sản xuất thành ra là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng rồi trồng là trồng hữu cơ sản xuất sạch dạ. Đây là cái nào sâm nào bịch nào đó cô dạ đây là này cái hộp này ha dạ, dạ. Ở 90 trong nó có túi lọc dạ 90k hộp ha 90k một dạ. Hộp là nó 15 gói 15 gói dạ. Dùng một gói là khoảng bao nhiêu lít nước hay bao nhiêu nước hả cô gói mình là 150ml sản dạ. Phẩm em là đại diện hình Hậu Giang mình nó có lên cấp nơi khoảng 1 năm mấy dạ và có sản phẩm sâm nó còn một cái sản phẩm nữa là trà rừng đen trà rừng đen dạ dạ một tím cái trong là nó có túi lập nó nhiều dạ trong đó nhiều bịch hả cô dạ cũng 15 gói và 15 gói luôn ha dạ, dạ. 60k 15 gói cái dịp hội chợ này thì em bán em có tặng dạ dạ tặng kèm thành phẩm ha dạ
tùy theo khách hàng, số lượng nhiều ít thì em sẽ có tặng. Ok, này cái trà này có ra thị trường chứ cô, trà ở đâu vậy cô? Của em là sản phẩm này là đạt chất lượng nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh của tỉnh Vĩnh Long mà. Dạ. Sản phẩm này là sản phẩm nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Cái của mình... em là đang được đi Canada. Dạ, được một chuyến Canada. Đi Canada. Sản phẩm mình đang được đi Canada. Sản lượng cũng nhiều á. Ví dụ khán giả rồi có khách có xem được video này có muốn mua cái sản phẩm này có thể mua ở đâu hả cô? Dạ, liên hệ với em là ở Chào Hoa Xanh Võ Dũng, ở trên các mạng xã hội cũng có. Dạ. Hoặc là liên hệ với cái số điện thoại là 9329-24006. Dạ, rồi, dạ. Liên hệ gặp ai? Dạ. Cái đó là liên hệ gặp chủ cơ sở. Rồi, chủ cơ sở ngay chủ cơ sở luôn ha. Dạ, cái đó là chủ cơ sở. Dạ. Dạ, cơ sở này như nằm ở đâu hả cô? Cơ sở của em là tại huyện Châu Âu. Tại huyện Châu Âu, tỉnh Vĩnh Long. Huyện Châu Âu của tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, rồi, dạ. Thôi, giờ mình đi tiếp cô chú chị. Trà đại ngàn, đúng không? Rồi, các sản phẩm vậy đó. Giờ mình để mấy dòng quà lưu niệm đeo tay thôi. Mộc Thiên Ý. Rồi, mấy cây gì đây? Vụ trầm hương luôn. Nó trầm hương gì vậy? Rồi, cho cây trầm hương này này. Đây là mẫu gì? Quay em bán dạ. Dạ. Ăn bánh gì? Bánh tráng à, bánh tráng Tây Ninh hả? Đặc sản Tây Ninh đi anh. Dạ. Ơi quá trời món ngon luôn. Đâu giới thiệu hát câu ơi, giới thiệu về sản phẩm ơi. Em giới thiệu sản phẩm chứ em không có hát. Rồi. Em chỉ nói thôi. Nói rồi. Rau môn, muối tôm. Đây kẹo đậu phộng, bánh tráng. Kính thưa các loại bánh tráng. Thưa các loại. Wow, đa dạng và bánh luôn của chú chị. Cho anh thử lúc nào chán thôi. Rồi. Xin mời quý vị bà con cô bác ở Hậu Giang ghé đây ủng hộ gian hàng bánh tráng Út Yến đặc sản Tây Ninh. Nhìn thấy đâu có nhìn thấy mặt đâu, kiếm Út Yến nhìn kiếm đâu gặp mặt. Quay cái tỉnh Tây Ninh lên cho bà con coi đi. Rồi cái đó là Welcome to Tây Ninh. Rồi cái đó là ở tại cho nơi sản xuất ha. Dạ. Tại nơi sản xuất. Của em là đại diện tỉnh gian hàng của tỉnh. Và mình đi xuống đây mình trưng bày rồi mình giới thiệu sản phẩm cho bà con. Các sản phẩm này là tại nơi sản xuất ở Tây Ninh luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi okay. Toàn bộ đều là đặc sản của tỉnh hết ạ. Là như là như ở đây ở nhiều cơ sở sản xuất khác nhau đi, phải wow. Dạ, không? Rồi. Rồi. Những loại sản phẩm khác nhau đây là đâu đây? Kẹo đậu phộng. Dạ, kẹo đậu phộng vị gừng. Vị gừng. Anh quay đi, quay bánh tráng ok. Trời vị luôn. Rồi bây giờ ví dụ có khán giả muốn có dùng những sản phẩm này liên hệ gặp ở đâu cho giới thiệu về cho số điện thoại đây luôn. Mà thí dụ như đây anh quay cái bịch bánh tráng, thí dụ như mình mua bịch bánh tráng này về mình ăn và mình thấy nó ngon miệng và mình muốn mua ủng hộ lần sau, liên lạc cái số điện thoại ở đây thì bên em sẽ ship hàng từ Tây Ninh xuống tới đây cho mình. Rồi ship hàng luôn chứ mà bây giờ thị trường đây chưa có ha. Dạ chưa. Rồi em chưa có đây. Có mở đại lý, mình chỉ có ship hàng về đây thôi. Rồi ship ha. Dạ. Rồi cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, rồi bye bye. Chào. Rồi mình giờ đi tiếp chứ. Nhiều hội chợ này quá trời mặt hàng cũng vậy. Đó giờ đa dạng và phong phú. Rồi mình quay mình cũng chia sẻ lên cho cô anh chị có địa chỉ đồ ở trên đó. Cụ thể cho cô anh chị đó, cụ thể có dùng thì có thể liên hệ những số điện thoại trên nha. Hoặc đây bà bán về sản phẩm về ghế massage em trai em giới thiệu về sản phẩm về cái ghế cho khán giả biết anh trai. Dạ, ghế massage bên em thì nó hỗ trợ 70% một lít trị liệu. Dạ. Bên em thì hiện tại đang có nhiều dòng phân khúc, nó dao động từ 15 triệu cho tới 150 triệu. Thì như anh thấy nè, ở đây nó có mấy cái mẫu này 3D. Đó. Mấy con này là 3D với dòng 2D. Hiện tại trên thị trường bán rất là chạy luôn. Rồi 3D này nó có chức năng gì với năm gì vậy, giới thiệu chứ về chức năng đi. Nó sẽ có hỗ trợ vật lý trị liệu. Đó thì có thêm kết hợp thêm cho mình là màn hình này LCD nè. Đó mình bật tắt cái nút này. Đó, như mọi người thấy là tăng giảm mạnh nhẹ nè, có nhiệt hồng ngoại đâu luôn. Tăng thời gian. Đó bài tập lên tới 30 phút cho một bài.
cấu hình của con ghế này thì nó hỗ trợ NPI 2D nè, như mọi người thấy nè, nó xây nó hỗ trợ tất cả các huyệt đạo trên cơ thể của mình, từ vai gáy cổ cho tới dưới tới mông mình luôn. Đó là dòng bình thường. Rồi, dòng bình thường ha. Rồi, rồi dòng nào ở đây là siêu phẩm đâu, rồi giới thiệu siêu phẩm luôn đây. Đi. Đây là dòng siêu phẩm của Okinawa, mẫu này hiện tại là dòng công nghệ 7D. Đó, con này là con 7D. Cấu hình của nó là dòng bi 7D thì nó sẽ có 7 chiều massage, và đặc biệt ở đây nó sử dụng màn hình LCD luôn, có 24 bài tập. Đó, mọi người thấy nè, 24 bài tập nè. Đó, hút bài nào mình ấn vô bài đó. Mỗi một liệu trình như vậy nó có 20 phút luôn. Nhịp hồng ngoại đầy đủ. Cấu hình từ ở trên đây thì bi 7D thì nó sẽ làm cho mình hỗ trợ 70% vật lý trị liệu, có 30% chế độ massage thư giãn thôi. Rồi lúc này công dụng bên đây xài cái gì? Bên đây thì mình thay thế vào màn hình bên đây. Đó, không sử dụng màn hình thì mình có thể điều chỉnh lấy nút bên đây, tăng giảm mạnh nhẹ nè. Đó. Tăng giảm mạnh nhẹ, tắt giảm tắt hay là mở nút này. Từ cái chân của mình nè, làm cái phần này thì riêng con 7D này làm phần chân rất là sâu. Nó hỗ trợ những người suy giãn tĩnh mạch rất là tốt luôn. Chân sử dụng bằng chân điện đời 2024. Có điều khiển giọng nói đầy đủ nha mọi người. Đây. Ở đây nó có hỗ trợ 16 khẩu lệnh để cho mình có thể mình điều khiển giọng nói. Đó, của tập đoàn chính hãng Okinawa luôn. Cái dòng mà siêu phẩm này là nó khác với dòng thường, là nó khác đặc biệt cái gì hả anh Ruột? À, nó khác thì chức năng bi và độ massage. Con 7D này sử dụng con bi lăng là silicon cô đặc dạng cứng. Còn những cái dòng mà 2D, 3D nó cũng là silicon, nhưng mà nói về cô đặc ấy, thì nó không bằng cái con này. Nó làm cho mình mạnh nhưng mà nó rất là dễ chịu, dễ sử dụng. Cái dòng bản này thôi. Rồi cái dòng ghế này dòng nào anh trai? Dạ mẫu này là dòng 2D á nè. Hiện tại là trên thị trường bán mẫu này rất là chạy nè. Mẫu này em thấy xài được không? Nhẹ nhàng không? Rồi các bạn thử. Wow, im không? Sao cho cảm nhận lên cái ghế này massage cảm nhận như thế nào, sức khỏe là sao? Em đấm bóp em. Im hơn chồng. Sức khỏe rất là tốt. Im hơn chồng nhà bóp bóp không? Chồng bóp bóp. Mấy đợt này thì bên công ty nó đang có hỗ trợ giá tốt lắm cho tất cả dòng sản phẩm. Là như thế nào anh? Nghĩa là nó sẽ có chương trình nó hỗ trợ cho những khách hàng mà thử nghiệm trực tiếp ở tại quầy. Từ 10 cho tới 50, thậm chí là 60%. Bảo hành tất cả thì 6 năm linh kiện trọn đời. Cho nên khách hàng mà hôm nay người ta cũng nằm rất là nhiều. Hiện tại thì bên em bán cũng được khoảng 5-6 đơn rồi. Rồi bây giờ là khán giả trên xem trên video này có thể nhu cầu sử dụng những cái ghế massage này á, thì đến có cửa hàng nào không, hay là hoặc liên hệ với anh như thế nào anh giới thiệu luôn. Em đang bán trong hệ thống Vincom có mắt Aeon Lotte trên toàn quốc. Hoặc là liên hệ số điện thoại bên em là 0709376478 79 để liên hệ cho em, gặp em trực tiếp. Em là chuyên viên khu vực miền Nam. Rồi tên gì? Dạ em tên Nam. Rồi, nào, rồi cảm ơn Nam nha. Rồi cảm rồi. Ơn mọi người. Rồi chào anh. Rồi, cô chú anh chị nào có nhu cầu về những ghế massage đó cô chú anh chị thì liên hệ đến địa chỉ trên và số điện thoại trên nha. Rồi bốc khói dữ vậy, bước sách kèm khói á. Vào kèm khói nè mày. Bánh thì nhiều cái bánh hấp dẫn quá vậy. Bánh này bánh gì đây cô, kêu bánh gì đây? Bánh Doraemon hot dog đồng xu. Doraemon đồng xu. Wow, hot dog. Rồi cái này kêu bằng bánh tráng tráng nướng hả. Wow, nó hấp dẫn quá. Rồi có xem video kênh Chung Tình TV xem luôn nha. Cảm ơn cô. Rồi đây hàng hải bán hải sản luôn vậy. Dạ Chung Tình TV. Dạ. Wow, nhiều món quá. Ở đây chân gà xà tắc kiểu gì vậy? Đây kêu về là làm gỗ gì đây, gỗ đủ rồi vậy. Đó, bánh khọt ha. Đó, các loại chả này mà. Chả chi. Nhiều rồi. Rất nhiều loại chả. Đó, cái này lá lốt mà nướng này nè đây. Wow, tôm lá lốt quá. Xiên. Đây cái gì?
nướng đá. Nè, con gái này bán gì đây? Wow. Bánh gì? Bánh hay là bánh nhiều là làm nhiều loại trái cây gì? Mẫu trái cây gì? Rồi, bánh tét nè. Tét tí hòn. Rồi, đây qua bên hàng đây kìa. Rồi. Ẩm thực đường phố nó xiên mặt quá, mặt này là mặt xá mà. Các bác con hay gì con gái? Dạ con nhiêu? Con trăm. Rồi con trăm ca ha. Qua con này nướng hay gì em gái? Dạ. Quá bự này mà. Rồi con này các loại nước uống. Rồi, cái này có cơm gì, cơm uống có chút, uống chè. Rồi, nhiều rồi quá. Bò lá lốt. Chết hơi chữ. Không cái gì ta. Đá. Không cái gì ta. Đấy, đặt đây ra cơ. Nói giờ nó muốn gì chưa? Quá nhiều rồi chả. Để chi. Cái này là gì mà khía. Kia nó thèm quá. Kia này chắc phải làm đủ thái rồi gì. Wow, này bún này thịt quá trời ơi. Rồi, bánh này là bánh trái cây. Bánh trái cây đẹp quá, nhìn hấp dẫn nha. Bán gì đây con gái, bán gì hợp hợp đây? Đường thốt nốt. À, đường thốt nốt hả? Đúng rồi. À, đây nước giải khát ha. Nước giải khát thốt nốt. Các loại nước giải khát anh em ơi. Rồi, mấy cây keo gì đây? Thốt nốt kim đường. À, thốt nốt kim đường ha, để vô đá nước là nướng ha. Dạ. À, giận quá. Nhiều, rất nhiều món, rất nhiều món lạ nghe chứ gì. Nó rất lạnh. À, bên đây là bánh xèo của cái gì? Wow. Xèo chiên chưa? Chiên chưa? Chiên đâu? Hả? Chiên lên cho quay ngồi coi. Ừ, sao biết mày? Coi chưa? À, Trung Tình TV. Phải không? Ơi em nhớ hay vậy? Ờ đâu mày, đâu mày làm mày chiên mẻ coi. Rồi chảnh mày chiên mày, mày diễn hay lắm mà. Trời tới đây gặp đây nữa. Rồi lên mấy hè đi tiếp ăn chay. Wow, nó chiên bánh khọt ha. Rồi kiếm tiền học ha. Wow. Rồi 11 hôm nay 12 tuổi phải không? Hả? À, nhiêu tuổi này 12 chưa? Sao lắc đầu? Hả? À, giờ giờ có coi không? Coi video cho chảnh không? Ồ, khéo tay quá. Rồi cắm chai này mà hổng mình có đi lễ hội trên Cần Thơ cũng vậy, năm nay chứ vậy cái Hậu Giang nó bán nữa rồi. Ơi giờ nhiều người yêu quá trời quá vậy, gán làm nuôi người yêu quá vậy. Wow. Nhưng gì em trai có nhân không? Dạ. Tép à? Hả? Wow. Tên gì? Tên gì? Hả? Vinh. Vinh phải không? Wow, rồi. Nó quay vào đợt này cho mình nó nổi tiếng rồi ba, chị ba làm bánh xèo luôn á. Mốt là rước về Mỹ bánh nướng chiên bánh xèo bán á. Bánh có ông bà đi bán đó. Ừ.
con trai này có 10 năm nay, năm rồi 11 tuổi, năm nay 12 tuổi rồi, hôm nay theo mẹ bán bánh rồi chiên rồi, khéo tay quá. Rồi. Chiên chiên bánh khọt chiên ngàn được 50 cái không? Hả, à, tới không? Nói gì mày? Rồi, cỡ nữa. Rồi, chúc con trai bán đắt hàng nha. Chào. Mời khán giả có gì, mời khán giả không? Khán giả lại ủng hộ, có khán giả nào gian là ủng hộ bánh không? Rồi mà hôm mời bà con ở Hậu Giang là ủng hộ bánh ra con. Mời bà con ở Hậu Giang ủng hộ con. Ờ không bánh cọt bánh xèo ha. Dạ. Wow. Rồi đây tới tối là rồi là nhóc chân rồi bán chiên không kịp luôn á. Rồi bye. Wow, con trai giỏi quá rồi cái gì vậy? Rồi cái này bánh tráng cuốn à. À không đủ. Wow, các loại nước dẻ khác. Rồi bánh rồi gì, có lại chả gì vậy? Chả gì bánh gì vậy? Quá trời loại nhiều loại luôn. Rồi ở đây nó bán hải sản à. Wow, này ốc này gì đây? Còn xả, xả rồi. Ốc quắn, rồi ốc quá. Rồi, bán xôi rồi. Sao, xôi sầu riêng gì vậy chị Ruột? Dạ, xôi sầu riêng ơi. Rồi, thơm dữ ha. Dạ. Mới vừa đi tới là thơm bát ngát hết trơn. Bán rồi, về, rồi. Dạ. Bán diện gói nhiêu? Dạ, gói 50 cũng ăn nha. Dạ, sao có món gì mà có nước cốt nữa? Dạ, là xôi sầu riêng đó anh. Rồi, sầu riêng có để nước cốt lên ha. Dạ. Wow, hấp dẫn nha. Dạ. Rồi, ngày bán được mấy thao? Dạ, ngày em bán 2 thao. 2 thao hả? Dạ. Wow. Ngày nào bán cho hàng chạy vòng vòng vậy ha. Dạ, chị. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ. Rồi này gì ở đây? Dạ. Bánh nè ha. À, ở đây rất nhiều ốc gì, ốc sò cái gì. Càng rẻ cái gì nữa, có nhóc chân đây. Dạ. Rồi, không có quay đó mà, biết khách hàng luôn. Rồi vậy ha, bán chợ đó thường ha. Rồi. Ở đây có nhùm nữa còn gì. Rồi ở đây đang nướng. Sẵn cho chứ hỏi giới thiệu luôn anh trai. Hào cái gì? Hào 49k vậy, hào như mấy con hả anh trai? Ba con 49k. Rồi ốc thì theo loại ha. Ốc này như con anh ốc gì? Ốc mũ ha. Rồi phần gì như con 49k. Còn 6 con. Ồ, 6 con. Rồi mấy con nhỏ nhỏ là sà lông hả? Dạ, sà lông 10 con. Wow. Đây mà mua này đến rồi, mua này nhiều hơn nè. Hai phần hào á. Đúng rồi, hai phần hào. Cái gì á? Một điệp nhỏ, một dợp. Với một khế hành. Ốc bu hai phần này như con hả nên được. 8 con. 8 con hàng vào. Rồi nhum. Bán con hay sao? Con. Wow, một con 49k. Rồi có trứng này anh Ruột. Không. Là chim cái gì? Dạ. Chủ đây cái gì? Chủ đây. Dạ, chủ đó hả? Dạ. Có rau rừng. Các loài với rau. Xèo có rau rừng ha. Dạ. Rồi, con xèo à, hải sản luôn. Rồi, đây nó uống. Rồi vô đây nguyên cái dàn hàng là dễ ăn uống luôn vậy. Vậy là thiên đường ẩm thực. Thôi cái này khoai tây sấy. Này ốc thì ốc dồi dồi hấp hay gì. Nhẫn quá. Chía nghĩa là mà gỗ đủ đủ rồi. Rồi ngày đại gia đình ha. Rồi cho lên tivi luôn nha. Quay nó cỡ à. À có vô cỡ. Nè nè con cầm đi cho bác quay đưa lên đây nè. Đưa lên kia. Gỗ đủ đủ ha. Rồi. Dạ. Rồi cho mấy bé lên tivi nha. Không có giống nhẽo nha. Viên ơi. Đây về quay về cho cô chú chị cô chú xem.
không 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 rồi không không quay đâu rồi không rồi đại gia đình ăn vui quá, chúc đại gia đình ăn ngon miệng nha. Rồi có xem vô kênh Trung Tình TV xem rồi, cảm ơn. Ờ gái dữ vậy không. Ờ cái này là bán kem thôi chứ. Ờ kem tươi. Kem khói, kem tươi. Kem tươi vị vani. Kem tươi vị dâu. Kem khói, kem tươi, có kem lửa không? Kem ba bốc lửa rồi. Nó bốc lửa lên lại bán gì đây? Bốc lửa là ta bắt lắm. Dạ. Sợ lắc hả? Sợ lắc. Wow. Sắp thái ha. Kem khói, kem tươi. Kem tươi. À, nhiều món hấp dẫn quá, rồi bánh đồng tiền. À, bây giờ mình cái đoạn này vô quần áo rồi cũng đi tới đoạn trước rồi. Rồi lúc này mình bay cũng giá bự gì rồi, tới đây mình xin phép kết thúc video nha. Cô chú chị xem có thích yêu mến Trung Tình thì nhớ cho trong Trung Tình xin một like và một lượt chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo ra video mới cho cô chú chị xem nha. Rồi cô chú chị khi nào chưa nhấn chuông nhớ nhấn chuông giúp cho chương trình sớm có nút bạc để chương trình có kinh phí để quay video lạ hơn nữa, video hay nữa gửi đến cho quý vị xem. Rồi một ngày mới xin chúc cô chú chị nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi xin chào, hẹn cô chú chị gặp lại những video tiếp theo nha.